Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào các bác nhé. Hôm nay có lẽ đây là vòng cuối cùng của nhãn rồi các bác ạ. Thì hôm trước em cũng giới thiệu với các bác là clip là gặp trời mưa đá đấy. Thì bây giờ đây này vòng có lẽ là vòng cuối đây các bác này. Mưa nó gió nó giật nó đập xuống mà trên màn hình các bác có thể thấy là những cái viên đá nó to em chụp được đấy. Thế còn đây là cái ong hiện tại đây các bác này, ong rất là mạnh. Xì mèo lúc tung với cả ra, nhưng mà cái này là của câu chuyện này là của mấy hôm về trước, hôm mưa đá nó xì mèo này. Thế còn từ hôm đêm hôm qua đến giờ là rất là kém rồi các bác này. Nhưng hôm nay em cũng khai thác nói chung là vớt vát được tí nào hay tí đấy của cái vòng nhãn này. Thì cũng rất là mong muốn rằng là khai thác được nó được khá khá, nhưng mà do thời tiết nó không ưu đãi thì đành chấp nhận. Năm nay nó cũng rất là khó khăn, vừa là gió lào xong lại gặp rét. Riêng cái mật nhãn này các bác cũng biết rồi ấy, như các bác mà nuôi ong thì các bác đều biết ấy, mật nhãn nó phải oi oi một chút thì nó mới tiết mật nhiều. Nhưng mà năm nay thì nếu mà không mưa thì lại rét, rét xong lại gió lào, nó rất là dở hơi chuyện chỗ như thế. Cái ở Lào Cai của em nó là như thế đấy, khu vực của em nó bị như vậy. Thật ra là thôi mình đành chấp nhận, chả biết kêu ai được, kêu cũng chả ai hỗ trợ cho tụi mình được cái gì cả. Đây các bác ạ, cái này cầu ở cầu ngoài. Hiện tại bây giờ là ong nó sung quá nên em bỏ hết ván ngăn ở khu vực này, bỏ hết ván ngăn rồi các bạn. Anh nào cầm khói nhà xịt cho khác, chẳng có anh nào xịt cả, em tự xịt lấy vậy. Đây ví dụ quay cái càng này đi. Nhưng mà anh Vũ để em quay nhá. Quay đi. Em quay lúc này mà. Đẹp nhờ anh nhờ. Đấy, cầu đẹp thế kia mà. Nhưng mà tiếc cái là hết nguồn để ong khai thác rồi. Đấy, đúng rồi. Không biết chê vào đâu được nữa. Không biết chê kiểu gì. Muốn chia đó TV nhá. Vâng, chào bác. Chào bà con nhá. Hôm nay ông TV trông cũng ra dáng cái anh anh chủ trại ong lắm rồi. Sợ ong lắm rồi. Ong nó như vậy các bạn. Ở đây nước đây. Đấy, sau khi rũ ong rũ xong là phải xịt nước vào các bạn. Xịt đẫm vào để cho nó xịt đẫm ở trên mép để cho ong nó đỡ bùng lên trên. Và chia sẻ với bà con một chút vậy thôi, em đi khai thác mật tiếp. Đấy, đi công việc của em. Đấy, nhìn sướng nhờ. Tôi xem nốt cái đàn này đi. Đấy, ông nó xì mèo này, ông rất là khỏe bà con ạ. Nhưng mà rất là tiếc là cái nguồn năm nay mình chuẩn bị ngon. Đấy, thế này không mà. Sướng nhờ. Nhưng mà khô quá, cái mèo này khô quá. Hay còn cái gì? Đi mưa, ông cái điện này. Vâng, đấy, cái đèn đẹp này. Đầy mật. Đây không còn cái gì nữa bà con ạ. Vì tại vì là mưa đấy, rụng hết hoa rồi. Không chấp nhận thôi, biết làm sao được. Khi mà số phận nó thế rồi, ong nào ác lắm. Thôi em ra ngoài kia làm kia đây, người mua. Cái khu vực khai thác mật đây. Chỗ này để cắt nắp để quay mật. Rất là nhiều lưỡi mèo em các bác ạ. Đây là toàn lưỡi mèo này này. Thì ong nó sung lắm. Đấy. Anh em tinh thần là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để khai thác cái mật nhãn là chủ yếu. Cả năm chỉ có một mùa mật này là chính thôi. Thế nhưng mà đen đủi cái là nó dính khí hậu nó không ưu đãi cho nên là phải chấp nhận. Đây, toàn lưỡi mèo này bà con này. Đây là lưỡi mèo đấy. Không biết là liệu có vớt vát được vòng nữa không, nhưng mà chắc là không được. Chắc là chỉ vòng này là vòng cuối cùng mất rồi. Thế cái nghề này nó phải có nước, có khói. Khói đấy. Rồi vậy thôi. Chào bà con nhá. Đây các bác ạ, cái hiện tại bây giờ ở chỗ trại ong em nên là ong rất là đẹp, cầu rất là sung. Thế nhưng mà rất là tiếc, như vừa rồi em mới chia sẻ với các bác là ong nó cũng đang rất là đẹp như thế này mà lại phải dừng cuộc chơi vụ nhãn vụ này tầm tầm này, rất là tiếc. Qua đây cũng cảm ơn một bác ở Bắc Giang, ở thị trấn Chũ, cũng có nhiều lần comment ở trên kênh mời em mang ong về đó đặt để khai thác mật. Thì bác cũng thương cảm là cái bác ấy cũng hiểu rằng cái
cái vụ khai thác chính của người nuôi ong mà nó bị như vậy thì rất là tiếc. Cũng cảm ơn bác rất là nhiều. Thế nhưng mà ở dưới Bắc Giang dưới đó em không dám mang ong về đấy. Em mới chạy ở Lục Nam về xong, không phải là không chưa về. Nó ở đó nó rất là nhiều, nó nhiều nhiều thuốc sâu. Vì ở đó cái mùa này ở đấy nó đang nở cái hoa bưởi và hoa cam, nên là người ta trồng sen với vải rất là nhiều. Và hai nữa ở khu vực đó là lúa người ta đang phun thuốc trừ sâu nhiều lắm các bác ạ. Nên là nếu như mà khai thác đánh như thế thì nó rất là giặc ong, và cái chất lượng mật nó không được đảm bảo. Thế thì em cũng không dám đưa ong về đó. Ô, sao tối thế nhỉ? Tối quá các bác ạ. Ê, đàn ong nó ra, nó đông quân quá, nó sung ra tận ngoài này các bác. Vừa khai thác mật xong nó hơi náo nháo một chút. Hôm nay ong nó rất là dữ các bác nhé. Ong rất là hăng đấy. Em bảo hộ kín luôn mặt mũi luôn. Từ hôm mưa đá đến giờ tình trạng này ong nó kém, cho nên là cũng nói chia sẻ với các bác ở trên kênh nó cũng hơi kém một chút, để nói chuyện nó cũng không được thoải mái lắm. Nhưng cũng mong các bác hết sức thông cảm cho. Không nhớ được các bác comment những cái gì nữa cơ, nhiều lắm. Hôm qua video hôm qua em đăng là các bác comment cũng phải đến 30-40 lượt comment ấy, thì không biết là không nhớ được hết, không biết là các bác hỏi cái gì nữa cơ, em cũng không nhớ. Thì để đây con ong chúa, con chúa nó không có chỗ đẻ, nó đẻ tận vào đây này các bác này, đẻ cả vào đây rồi này. Ấy lưỡi mèo ấy ở trên nắp ấy, trên nắp rồi ở ngoài cầu ngoài thì toàn lưỡi mèo chính ấy các bác. Đây này, nhiều lưỡi mèo lắm, rất là tiếc. Đây này, cái mùa này ong nó đẻ tốt lắm các bác ạ. Phải căng màn như thế này các bác. Căng màn này để cho ong nó đỡ vào, căng màn và đốt ống khói cho ong nó đỡ vào trong cái khu vực mình khai thác mật. Tại bây giờ mọi người đang nghỉ giải lao, em tranh thủ mang máy ra quay cho nó đỡ lẫn tạp âm. Các bác lúc quay thì vừa lẫn tạp âm khác mà vừa là mất việc của mình. Tranh thủ lúc khai thác là mình khai thác thật nhanh, ong nó đỡ cướp, nó đỡ bị ve các bác. Cái chia sẻ các bác một chút cái thùng quay. Thùng quay này, thùng quay của em là 18 cầu các bác. Thùng 18 cầu ấy. Mỗi ngăn này mình để được 3 cầu. Thế là 1, 2, 3. 3, một nửa này là 3, 3 nhân 2 là 6. 6 cái ô này, tức là 3, 6, 18 là 18 cầu một lần quay các bác. Đấy, phải nhân thế cho các bác xem, không có lại bảo là thằng em nó chém gió như vậy. Đó, thì mỗi một lần này quay cho là 18 cầu, cũng là thùng nhỏ ấy các bác. Thế cái giới thiệu các bác một chút nữa, thì một số bác nuôi ong nội ấy, em thấy cũng vừa mới khai thác em ở ngay cạnh đường này, vừa mới thấy mọi người em phải căng lưới này cho nó tránh trường hợp xe người ta đi qua nó đốt người ta. Thế thì em vừa mới nhìn thấy đó, xe chạy qua, em vừa mới thấy các bác ấy chở thùng quay mật qua, cái thùng quay mật để quay cái cầu song song với nhau. Thế thì bốn cái cầu để vây quanh cái trục chính này. Thì em chia sẻ các bác nhiều rồi, thì lần trước cũng mấy video em chia sẻ các bác rồi, nên cố gắng làm sao mua những cái thùng quay mật mà nó mình làm thiết kế làm sao để bổ mũi khế như này. Mình cho cầu vào theo chiều trục ra ngoài thành này thì nó gọi là bổ mũi khế đấy, nó y như cái mũi khế ấy. Thì để cho khi mình quay, thứ nhất là mình không phải đảo mặt đi, thứ hai nữa là con ong, con ấu trùng nó không bị văng ra. Cái dưới này là những cái con ấu trùng này là nó em cố tình cắt ra đấy, cắt ra nhưng mà cắt chỉ hợp bên trên thôi, nó không bị vỡ con ấu trùng ra. Và chút nữa ra ngoài em sẽ dùng cái lọc, dùng cái lọc mật để lọc lại các bác. Thế thì và để nổi lên trên như thế này ấy, thì bên dưới mình rót ra ấy, cái lượt bên dưới mình rót ra thì nó ra trước, thì khi mà mình đã rót ra trước ấy, thì nó không bị dính những con ấu trùng này. Con ấu trùng này chỉ lọc cái lượt sau cùng thôi, hai lượt sau, hai ba lượt sau là nó sẽ dính cái con ấu trùng này. Thì mình cho cái tấm lọc và mình lọc các bác. Cái túi lọc các bác có thể mua ở shop hoặc là đặt thợ sắt họ làm cho cái hàn cho cái phễu có tấm lọc bằng inox cũng được. Thế còn em đây, ở đây thì cái phễu nó bị thủng hôm qua đi, nó rơi bị thủng mất, thì em dùng tạm cái lưới bằng lưới cước các bác ạ. Cái túi lọc bằng lưới cước. Bác chia sẻ với bác sơ sơ này, tại vì là cái mùa này chính ra như cái vòng này gọi là vòng đầu tiên. Hôm trước gọi là cái vòng em quay vỡ, quay dọn
cái mặt vải đi. Đây, cái này là cái vòng đầu tiên của mật nhãn đây, nhưng mà nó không được theo ý muốn các bác ạ. Thế từ sáng đến giờ 200 đàn ong mà từ sáng đến giờ mới quay được có 6 can trở đi rồi. Xe em vứt lên xe, con chồng lên xe bán tải trở đi 6 can thì 6 can mỗi can có 30 lít, 36, 18, 180 lít các bác ạ. Không bỏ, không đáng là bao nhiêu. Rất là kém, cái bầu mật nó không có mật như mọi năm ấy mà sáp mèo nó xì ra như thế này thì đầy mật đây rồi. Nhưng mà năm nay đây là từ lần trước đến giờ là quay cũng được tuần rồi, thế mà không có mật các bác ạ. Hôm đêm hôm kia rạng sáng ngày hôm qua lại dính mưa đá nữa, đâm ra là mật mỡ chứ không còn đáng là mấy. Rất là tiếc. Đây cái thùng này thùng inox, các bác nếu mà làm thì thay vì mình không mua được thì mình làm thì cố gắng làm sao cuộn cái này bằng inox cho nó đỡ bị han. Và những chi tiết khác này có thể là các bác ngoài cái thùng này, ví dụ như cái ly tâm này, thì ta có thể sơn vào cho nó sạch, nó đỡ bị han các bác ạ. Han thì có thể là ăn lúc đấy chưa cảm giác được đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Tốt nhất là mình sơn vào cho nó đảm bảo. Và trước khi quay này mình rửa và mình tráng qua bằng nước nóng, xong là lau sạch để cho nó sạch sẽ. Rồi người ta nếu như mà hôm sau ta mới quay ấy, thì ta dọn hôm trước và lấy cái linông ta phủ lên cho nó kín. Rồi có lẽ video hôm nay em chia sẻ với các bác một chút ở đây thôi. Thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé.